Huấn luyện viên Kia Ti nói đúng, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cần chuyên nghiệp đến phút cuối, thời điểm Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn với chuỗi 4 trận không thắng. Cũng là lúc vấn đề hợp đồng của cầu thủ đội bóng phố núi được dư luận sới lên. Chúng tôi cảm ơn dư luận đã chia sẻ về giá trị của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi có chia sẻ với các cầu thủ là họ nên tập trung vào hiện tại, cố gắng chơi bóng thật tốt cho đến phút cuối của hợp đồng. Không nên có suy nghĩ phân tán trong tập luyện, thi đấu, huấn luyện viên Kia Tisak Senemiuang chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Công Phượng cùng đồng đội trước câu lạc bộ Bình Dương. Những ngày qua, thông tin về chuyện cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sắp đáo hạn hợp đồng đã dâm ran trên báo chí. Trước dòng tin trái chiều, Bầu Đức buộc phải lên tiếng trên truyền thông, khẳng định cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chưa hết hạn hợp đồng. Và nếu ra đi thì cũng phải, đi trong trật tự. Còn huấn luyện viên Kia Tisak nói tương lai những đứa con của Bầu Đức. Ông ấy sẽ là người quyết định bỏ qua câu chuyện về hợp đồng, có một sự thật rõ ràng. Xuân Trường, Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp và chỉ còn khoảng 3, 5 năm trước khi bước qua bên kia triển dốc. Năm 2015, Bầu Đức có quyết định chưa từng có tiền lệ, đôn hai lứa khóa 1 và 2 của Học viện JMG lên V-League thi đấu. Lựa chọn của Bầu Đức đánh đổi bằng thành tích của Hoàng Anh Gia Lai, với 5 năm chật vật trong cuộc đua trụ hạng nhưng từ trong va vấp nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã khẳng định mình, đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau 8 năm thi đấu, Công Phượng và đồng đội vẫn trắng tay cấp câu lạc bộ. Từ năm 2015 đến nay, V-League đã chứng kiến 4 nhà vô địch, 4 đội Á quân và 6 đội hạng 3, nhưng Hoàng Anh Gia Lai chưa từng giành một tấm huy chương. Nhìn những đồng đội ở tuyển Việt Nam không vô địch V-League thì cũng giành cúp quốc gia, chẳng biết liệu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có chạnh lòng. Dù không thiếu tài năng cũng như kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện viên Kia Ti Sắc hiểu khát vọng của học trò. Ông nhắc khéo công phượng Tuấn Anh rằng Hoàng Anh Gia Lai đã 17 năm không vô địch V-League và cần thành công khi chơi ở câu lạc bộ. Nếu không cơn khát danh hiệu sẽ biến mất, nhà cầm quân người Thái Lan muốn học trò nỗ lực, thay vì chấp nhận hoàn cảnh, đội bóng phố núi thực sự chuyển mình sau đòn khích tướng. Bất bại liền 11 trận để đứng đầu V-League 2021 trước khi giải đấu bị hủy, xong mùa 2022 tình hình phức tạp hơn nhiều. Đối thủ nghiên cứu kỹ hơn, lối chơi bị bắt bài, khiến Hoàng Anh Gia Lai chỉ đang đứng hạng 6. Kém ngôi đầu 10 điểm, mùa 2021, nhiều đội bóng bắt nhịp chậm, cộng với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hoàng Anh Gia Lai đã tận dụng thời cơ bứt phá. Mùa này, các đội đầu tư mạnh và giàn trải hơn. Hãy nhìn đội cuối bảng Sài Gòn cầm hòa câu lạc bộ Hà Nội để thấy chênh lệch giữa các đội không lớn. Các đối thủ đá với Hoàng Anh Gia Lai cũng quyết tâm hơn, gây ra khó khăn cho thầy trò ti Sak. Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: Bốn trận gần nhất Hoàng Anh Gia Lai chỉ giành vỏn vẹn hai điểm. Đà sa sút của Hoàng Anh Gia Lai đến đúng thời điểm thông tin cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng rộ lên. Nhưng trên tất cả, bầu Đức và huấn luyện viên ti Sak đều thống nhất quan điểm cầu thủ cần tập trung 100% cho chuyên môn. Hồi đá AFC Champions League Zico Thái từng nói nếu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt, họ sẽ lọt vào mắt xanh của giới tuyển trạch quốc tế. Đá tận hiến đến phút cuối hợp đồng, đó không chỉ là cách Công Phượng Văn Toàn thể hiện sự trân trọng với Hoàng Anh Gia Lai, mà còn là tự quảng bá hình ảnh bản thân, vốn đã rất sạch sẽ và chuyên nghiệp ngoài ra. Khi thời gian đỉnh cao không còn nhiều, những đứa con của bầu Đức càng có động lực để giành danh hiệu, đánh dấu quá trình nỗ lực bền bỉ suốt những năm qua. Hoàng Anh Gia Lai đã vào bán kết cúp quốc gia. Ở V-League khoảng cách cũng không quá lớn nên mục tiêu giành huy chương là khả thi. Hệ thống của Hoàng Anh Gia Lai vẫn ổn. Chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm để trở lại, BLV Quang Huy đánh giá chỉ công phượng cùng đồng đội tập trung và nỗ lực. Gạt bỏ những yếu tố ngoài lề, cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai cùng Kia Tisak Sắc khép lại mùa giải với cái kết đẹp vẫn còn nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.